Xin chào quý vị, tôi đã trân trọng gửi đến quý vị một bài viết về chuyện tù đầy Xuân trên núi Hoàng Liên Sơn, tác giả Nguyễn Nhơn Đầu đông năm 1976, hai ngàn tù cải tạo miền Nam Linh Đinh trên chiếc tàu Hồng Hà trên đường Đa Bắc đổ bộ lên bãi cháy, hải phòng. Đoàn tù chia thành hai nhóm. Một nhóm hướng về cao bằng Lạng Sơn tiến phát. Một thì quẹo trái thẳng về Hoàng Linh Sơn. Sau một ngày và gần một đêm rong ruổi, đoàn tù nhóm tôi đặt chân xuống trại cải tạo trung ương số 1, Lào Cai lúc 3 giờ sáng. Đường vào các phòng giam chật hẹp, đèn đóm lập lòe, chốc chốc lại hiện ra không cửa hẹp trông giống hệt cảnh địa ngục a à tỳ vẽ trên vách các ngôi chùa cổ ở miền nam mùa đông năm đó thời tiết thật là khắc nghiệt đó là lời của bọn cai tù nhận định như vậy ban ngày thì còn được năm bảy độ c còn ban đêm thì xuống dưới không độ đội 11 chúng tôi khi đó chưa được phân công trẻ tăm mảnh xuất khẩu nên được xua đi xa cách trại khoảng 3 đến 4 năm cây số, quốc đất trồng mì. Theo kỹ thuật thâm canh tăng vụ xã nghĩa hiện đại thì hốc mì phải vuông vức 4 tấc, sâu 3 tấc rồi bỏ phân xanh xuống, tức là cua lá cây rừng bỏ xuống cho đầy hốc, lấp đất lại, ủ năm ba bữa rồi mới bỏ hom mì xuống phía trong nam thì chỉ cần cuốc một cuốc rồi bỏ hom mì xuống rồi lấy chân gạt đất lắp lại là xong còn ở đây thì đồi núi toàn sỏi đá không làm như vậy thì hom mì không làm sao bắt rễ nổi cho nên phải làm như vậy thôi chứ chẳng phải kỹ thuật sáng nghĩa cái mụ nội gì hết đội 11 triển khai đội hình tức là dàn hàng một vòng quanh ngọn đồi trọc vì trước đó tù hình sự đã phát xong lùm bụi rồi, bắt đầu cuốc dần lên tới đỉnh. Sức tôi lúc đó cầm cuốc còn chưa vững, lại thêm trời lạnh như cắt tay chân run lập cập, dẫu cho có dùng hết tinh thần cách miệng tiến công, ra sức cố cù lừ cuốc xuống, thì cũng chỉ thấy sỏi đá văng tứ tung, mà lưỡi cuốc thì không chịu ăn xuống được bao nhiêu. Tên cai tù trẻ nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Bèn bảo tôi chạy đi gom trà, đốt một đống lửa to cho nó ngồi sưởi ấm. Nghỉ giữa buổi, chúng cho phép anh em xuống quanh đống lửa sưởi ấm một lúc. Nhìn anh em mặt mày tái xanh tái xám, ngồi ủ rũ giống như một lũ u hồn oan khuất. Lại thêm gió giật từng cơn, đã lạnh lại càng thêm giá buốt tôi cám cảnh xanh tình, đặt tên cho ngọn đồi đó là Đỉnh Gió Hú, cho nó có vẻ văn chương thơ mộng. Chiều xuống, sương mù giăng mắt, gió rét căm căm, bọn tù lầm lội bước. Về đến trại, thì trời đã tối mịt mùng rồi, nuốt vội một chén đá duy nhất củ mì băm, mà nơi đây gọi là sánh vui là cai tù đã vội vã lùa vào phòng giam khóa lại. Thế là ai nấy lật đật văng mồm, bao nhiêu mền chiếu đều đem ra quấn vào người hết. Riêng tôi lấy hết mền chiếu trải phía dưới, rồi quấn quanh người tấm nệm mỏng của trại tù, ngồi dựa vách run rẩy chống lạnh cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Phòng giam chật hẹp, chứa 50 nhân mạng mà, mà lúc này vắng lặng như nhà mồ. Vì có ai còn đủ sức cựa quậy nữa đâu. Thời nhỏ ở miền Nam ấm áp quanh năm, nên nghe ông già bà cả ví von, lạnh thấu xương, lạnh nứt da, nứt thịt, hoặc là lạnh trong xương lạnh ra. Làm sao mà hiểu nổi được? Đến bây giờ, tuổi ngoài 40 mới hiểu được thế nào là cái lạnh trên núi rừng Việt Bắc. Cho nên một buổi sáng tàn đông, nhằm ngày Chúa Nhật, cai tù mở cửa trễ. Đang ngồi thiêm thiếp, bất tình lình anh bạn nằm bên cạnh mở tung cửa sổ ra. Ngoài xong cửa hoa rừng nở rộ một màu trắng xóa khắp núi đồi, báo hiệu mùa xuân đến. Chỉ trong một thoáng, tôi cảm thấy trong lòng bừng nở một sức sống mới. Sự hồi sinh của mùa xuân cho nên sau này khi nghe đọc thiền luận của suzuki dẫn bài hài cũ của một thi sĩ nhật bản nhìn một đó hoa đơn cô bên vệ đường đã cảm tác nên để dẫn giải về nguyên lý chẳng phải một chẳng phải hai của thiền đạo tôi cảm nhận được ngay cũng tương tự khi đọc bài xuân thiền của trúc lâm trần nhân tôn niên thiếu chưa từng hiểu sắc không xuân về hoa nở rộn trong lòng đến nay hiểu được điều không sắc xuân đến giường thiền ngắm rụng hồng hoặc giả dạ, hai câu chứ danh sau đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một cành mai tết năm đó trên núi rừng Hoàng Liên, chúng tôi có một điều vui nhỏ. Mỗi người được một cặp bánh trưng nhân đạo, có một lát thịt mỡ đàng hoàng, tuy nhỏ và mỏng. Đáng ghi nhớ là một sự kiện chấn động. Đó là tin hai người tù cải tạo miền Nam toan vượt ngục, bị bắt lại. Ngày mùng ba Tết năm đó, toàn phân trại ta một tập họp tại hội trường để nghe viên chúa ngục xỉ mắng và đe dọa về vụ này. Về sau biết được hai người anh em dũng cảm này là thiếu tá thì có được chiến tôn thất thiện nhân và một trung tá hải quân dường như tên là Phát thì phải. Đó là cái Tết đầu tiên trên đầu phía bắc của dãy Hoàng Liên Sơn. Về sau, khi từ phòng kỷ luật ra, anh Nhơn được bố trí về đội 11, trẻ tâm mảnh của chúng tôi. Lúc này đã sang hè, trời nắng như thiêu như đốt. Cột kèo bằng tre nữa, giữa trưa nổ đom đóm. Trong một buổi họp đội do tên quản giáo chủ trì, anh Tê Ba Nhơn liền cho nổ bom, long trời lở đất chấn động cả toàn trại. Chẳng là vừa khi khai họp một tên ăn ten hèn nhát đứng lên tố cáo. Nhờ ơn bác đảng nuôi cho ăn học, nhà cao cửa rộng, áo quần lành lặn mà có người còn phát ngôn phản động. Tên này chưa kịp chỉ danh ai thì anh Tê Ba Nhơn đã hùng hổ đứng vụt lên, bất kể cai tù dọa nạt, hô lớn. Đôi vợ đít, ngồi xuống, tao chẳng những không biết ơn mà tao thù tao oán bởi vì bác đảng mà thân đau tù tội gia đình tan nát đói khát rách rưới tả tươi còn nhà cao cửa rộng hả coi kia cái phòng giam chật hẹp nóng như thiêu đó giống như hỏa ngục a tỳ đồ bợ đít hỗn sược công miệng không thôi tao giọng cho vỡ mồm bây giờ trước tình cảnh Giờ khóc giờ cười tên cai ngục bèn đứng dậy dông thẳng một lèo vì không có võ trang bảo vệ lúc đó. Mùa xuân năm kỷ mùi 78 kế tiếp nằm một cái Tết buồn. Đêm 29 Tết, Bắc Hồ Đắc Trung cựu dân biểu và tỉnh trưởng Tây Ninh bị đau ruột trầm trọng. Trải trở đi bệnh viện Lào Cai cấp cứu. Mãi không thấy về, không biết thân xác của bác vùi dập nơi đâu đó là cái chết đầu tiên của người tù cải tạo miền nam trên núi rừng hoàng linh sơn lại thêm năm đó trại cạn láng rồi nên mỗi thằng tù chỉ được phát cho một cặp bánh trưng mỏng lét ruột chỉ toàn khoai lang thôi đến nỗi bọn cai ngục mắc cỡ chống chế thôi mấy anh ăn đỡ cái tết xoàng ở đây để năm tới về nhà ăn tết vui hơn mà quả có thế thật vì cuối tháng 6 năm đó, toàn trại, trừ hình sự và các anh biệt kích miền Nam bị giam cầm ở đây từ trước, được lệnh chuyển bị di chuyển. Có điều, di chuyển không phải về Nam, mà là về trại Tân Lập, Vĩnh Phú, về phía hữu ngạn sông Hồng. Trại này nổi danh là Mồ Chôn Tù Cải Tạo Miền Nam, vì vốn nó là trại cải tạo địa phương cải biến sang. Nhà cửa thì lụp sụp, lập toàn bằng lá cói, lương thực dự trữ không có. Cho nên chỉ sau đó một tháng, xảy ra cái trận dịch chết đói mà họ gọi văn hoa là suy dinh dưỡng. Có trên 100 anh em tù cải tạo miền Nam rải rác khắp năm phân trại, nhất là phân trại K1, K2 ngã gục, vùi thay khắp các đồi trồng khoai mì. Mùa xuân năm canh thân 79 Vì suốt năm dài không nhận được chút ít tiếp tế nào của gia đình từ trong Nam gửi ra, nên sức dự trữ trong cơ thể cạn rồi, ai nấy trông đều phờ phạc, người lững lơ như xác chết, không hồn hoặc chưa chôn. Tuy nhiên, tôi có một kỷ niệm cuối cùng với đại tá Nguyễn Văn của tỉnh trưởng bình dương tết năm đó họ để cho tù đi lại các khu thăm hỏi nhau khu tôi ở cách khu đại tá của chỉ một bức tường cao tôi qua đó tìm thăm ông thấy tôi ông bước lại bá cổ mừng rỡ tôi giang ra nhìn ông đùa chà coi bộ còn khá lắm ấy chứ ông vừa chửi thề vừa kéo lưng quần ra coi nè lưng quần của tao hụt cả tấp vầy được 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 cái nỗi gì lúc này quả thật ông tình trưởng đã ốm yếu quá rồi tôi chỉ đùa cho ông vui vậy thôi mùa đông năm ấy ông bị phổi có nước mặc dầu anh em ở bệnh xá cũng là tù cải tạo tận tình giúp đỡ nhưng mà ông yếu quá rồi quỵ xuống vĩnh viễn ngày chôn ông tôi đang cuốc đất bên vệ đường chống cán cuốc đứng nhìn anh em đội cải lương quẩy chiếc hòm dã chiến đầu cao đầu thấp lắt lẻo bước đi ôi thôi trông thật thảm thương đằng sau chiếc hòm đong đưa đó không có một ai thương khóc tiễn đưa tôi đứng đó thầm khóc tiễn ông mà cũng khóc cho thân phận khốn khổ của chính mình nói rằng khóc thầm là bởi vì nếu chảy nước mắt mà bọn cai tù hay anten nhìn thấy thì vừa bị chửi lại vừa bị làm kiểm điểm về tội không yên tâm cải tạo hồi đó mùa đông năm nào hay nói cho đúng là bắt đầu từ đầu tháng 9, tức là mới đầu thu, là tôi bắt đầu ôm bụng, rên rỉ cho đến hết đông qua xuân. Cho nên kể từ khi đại tác của Thượng Đồi Chè tức là chôn bên cạnh đồi trồng trà, thì anh em thường kháo nhau. Không biết mùa đông năm nay phó nhân có qua khỏi không, hay là lên đồi chè làm phó cho ông của. Tôi nghe thấy được liền dãy ra. Ê, ông có kêu thì kêu thằng Vinh nó nghe, nó là phó của ông chứ có can hệ gì tới tao đâu. Tuy nói đùa như vậy, mà suýt tí nữa thì tôi đã theo ông của thật giữa tháng 12 năm 80, tôi đau một trận thập tử nhất sinh. Không phải ví von mà thật sự nó như vậy đấy. Đêm đó khoảng 10 giờ, tôi bắt đầu lên cơn đau. Đến nửa đêm, chịu không nổi, la hét dữ dội, kêu lính gác, đòi cho đi bệnh xá. Tên này lém lỉnh, dở trò hoãn binh, bảo chờ đi kêu cai ngục mở khóa cửa. Tôi chỉ biết lăn lộn rít lên từng cơn. Đến gần sáng tôi chịu hết nổi, làm liêu. Tôi bước lại cửa sổ, thò tay qua song sắt kêu toán lên. Xin cho một mũi atropine. Lính gác, nó có biết tropin tropec là cái gì đâu. Nó nạt lại bảo, chờ một chốc là mở khóa. Tới sáng thì tôi lạ người nên khi cửa phòng giam được mở, Tôi chỉ là mời nhận thấy anh Mai, đội phó đội rau xanh, quấn mền bồng đi. Đến bệnh xá, anh vừa đặt tôi xuống là tôi bất tỉnh nhân sự ngay. Từ đó về sau, tôi không biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã nửa đêm, tôi lại bắt đầu rên rỉ. Anh Lang cũng là tù cải tạo, được cử làm y tá trực bệnh xá. Nghe thấy, bước lại nhỏ nhẹ bảo. Cả bệnh giá chắc chiều mãi mới có được năm ống atropine. Từ sáng đến giờ thấy anh đau đớn quá. Không cầm lòng được, đã chích cho anh hết rồi. Bây giờ, dẫu còn thuốc cũng không dám chích cho anh nữa. Thôi, ráng ẩn nhẫn cho qua cơn đi. Tôi giật giờ khi tỉnh, khi mê như vậy, trải qua bốn ngày đêm. Sáng ngày thứ năm, thấy tôi có vẻ tỉnh táo, anh lang cầm một ống thuốc đưa ra trước mặt tôi, không rõ là thứ thuốc gì. Miệng anh nói: "Thuốc này khá mạnh, không biết anh có chịu nổi không? Để tôi chích cho." Tùng đường rồi, tôi đánh liều, đưa tay ra. Quả nhiên, mũi kim chích chưa kịp rút ra thì tôi cảm thấy như có ai cầm búa tạ đập mạnh vào ngực vừa tức thở vừa nghe khí huyết nhộn nhạo dâng lên dâng lên sức sống từ mười đầu ngón tay ngón chân thoát ra khỏi thân thể tôi kêu lên anh lang ơi tôi mệt quá mà nghe văng vẳng nghe tiếng của ai đó chứ không phải tiếng của mình tôi mơ hồ nghe thấy anh bảo nằm xuống nằm xuống nếu tôi nghe lời anh nằm xuống có lẽ tôi đã đi luôn rồi may sao tôi chỉ chống hai tay ra sau cho vững nửa nằm nửa ngồi cố ngáp ngáp thở đợt thứ nhất vừa hạ xuống đợt nhộn nhạo thứ hai lại bùng lên có điều lạ lùng là lúc này tôi không cảm thấy đau đớn gì nữa trí óc tôi vẫn sáng suốt nhìn ra bên ngoài buổi sáng mùa đông mà lại có ánh nắng vàng le lói Đồi núi dường như đang nhảy múa, khi gần khi xa. Tôi thầm than lên. Cả đời không làm gì ác, sao lại đành phải vùi thay nơi rừng núi xứ lạ quê người vậy? Rồi cố gắng hít thở. Bỗng nhiên tất cả đều lắng xuống. Thân tâm cảm thấy êm à lạ thường. Đến nỗi, khi về lại giường, nằm xuống đi vào giấc ngủ cô miên, êm đềm như chưa từng thấy. Hồi đó tôi chưa đọc kinh Phật, nên không lý giải được hiện tượng kể trên. Về sau trong những năm cày quốc trên khu kinh tế mới bảo lộc, tôi lần mò đọc kinh luận mới vỡ lẽ. Nếu hồi đó tôi hiểu được lẽ, tùy thuận duyên giác, yên lặng nằm xuống, có lẽ đã dứt nghiệp từ khi ấy. Nhưng vì không hiểu biết, tôi lại cưỡng cầu, lại còn dấy lên một niệm oan khuất nên lại tái sinh nói cho rõ thì như thế này đạo phật giải thích về nghiệp bằng hình ảnh một mũi tên ví như thân mạng nghiệp lực là sức mạnh phóng mũi tên thân mạng lao đi nghiệp dứt mũi tên hết đà rơi xuống thân mạng cũng dứt theo lúc đó tôi đâu có hiểu lý này nên mới cưỡng cầu dấy lên một niệm oan khuất tạo ra một nghiệp lực mới đẩy mũi tên thân mạng tiếp tục duyên nghiệp mới trên đây là những mùa xuân trên núi hoàng liên sơn bởi vì nó là tân lập vĩnh phú chứ kỳ thật nơi đó vẫn là một thung lũng hẹp nằm giữa rặng hoàng liên trên đất bắc xuân năm nay là bắt đầu năm thứ năm sống trên đất mỹ bốn mùa xuân qua đều không cảm thấy gì là tết hội tết ở đây dẫu cho tổ chức khéo léo cách mấy cũng không thể tạo nên không khí của ngày tết nơi quê nhà con lân múa trong hội chợ mỹ không thể nào sinh động như con cù dẫn pháo trên đường phố quê tôi con cù râu bạc đó làm thế nào sánh được với con cù râu bạc của hội chùa bà sứ thủ bình dương Tìm đâu thấy cảnh mai vàng rực rỡ của ngày Tết ở quê nhà đây. Tìm đâu thấy cảnh trẻ em mặc quần áo Tết sặc sỡ vui đùa trên hè phố. Thỉnh thoảng đốt trái pháo chuột nổ tì tạch. Cho nên ngày Tết cứ nằm nhà ngâm kiều giải khuây. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa hoặc giả dạ, xót so thân mười lăm năm lưu lạc phong trần thì ngâm kiều vịnh tấm lòng nhi nữ thương mà trách chẳng trách chi nàng trách hóa công nguyễn nhơn